Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 6, Thường trực Thị ủy Nghi Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp và công tác tôn giáo thị xã 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Tới dự có đại diện Ban Nội chính tỉnh ủy. Về phía thị xã Nghi Sơn, có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, đoàn thể. Đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng ban chỉ đạo công tác tôn giáo thị xã, khai mạc và chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn thị xã Nghi Sơn gặp nhiều thuận lợi, thời cơ, song cũng không ít khó khăn thách thức, trong đó phải kể đến sự thống nhất trong đường lối lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, lại được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự chủ động lãnh đạo chỉ đạo sâu sát quyết liệt của cấp ủy chính quyền từ thị xã đến cơ sở, nên công tác nội chính phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp và công tác tôn giáo đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các ngành cơ quan đơn vị trong khối nội chính đã tích cực chủ động xây dựng và triển khai nhiều phương án kế hoạch nhằm bảo đảm tình hình an ninh trật tự xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, nhân dân vui xuân đón Tết Nguyên đán. Công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được quán triệt nghiêm túc đến từng cơ quan đơn vị và cán bộ công chức viên chức, mà trước hết đó là tính công khai minh bạch về tổ chức cũng như hoạt động, nhất là trên các lĩnh vực đầu tư công, quản lý và sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng. Hoạt động cải cách tư pháp được tăng cường, chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp từng bước được nâng lên. Công tác điều tra, truy tố, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật được phối hợp thực hiện đạt kết quả cao. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 84,1%, tỷ lệ khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những vụ việc phức tạp được quan tâm và chỉ đạo sát sao, góp phần giữ vững ổn định về chính trị và an ninh trật tự trên địa bàn. 6 tháng đầu năm 2024 đã tổ chức 4 cuộc thanh tra, trong đó 2 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 2 cuộc thanh tra đột xuất về quản lý đất công, công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức tiếp 571 lượt tiếp công dân, giải quyết 522 đơn thư khiếu nại thuộc thẩm quyền. Đối với tình hình tôn giáo và các hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn thị xã cơ bản ổn định, các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng đều thực hiện trong khuôn khổ pháp luật với chương trình đã đăng ký và được chấp thuận. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự hội nghị đã tham gia phát biểu ý kiến trên từng lĩnh vực chuyên môn của cơ quan đơn vị mình để bổ sung vào dự thảo báo cáo, trong đó nhấn mạnh đến các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong 6 tháng cuối năm và các giải pháp thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ năm 2024. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Trương Bá Duyên đã nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm 2024, dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước còn diễn biến phức tạp. Trên địa bàn thị xã tiếp tục triển khai thực hiện nhiều dự án lớn, nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, quản lý quy hoạch trật tự xây dựng đặt ra với yêu cầu ngày càng lớn. Hoạt động tôn giáo tiềm ẩn yếu tố phức tạp nảy sinh, nhất là hoạt động xây dựng khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Để công tác nội chính phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp và công tác quản lý hoạt động tôn giáo trên địa bàn đạt kết quả tốt, góp phần bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, cần thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau. Các đơn vị lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp với cấp ủy chính quyền các xã phường, nắm chắc tình hình, phát hiện sớm và xử lý kịp thời dứt điểm các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, không để phát sinh thành điểm nóng. Triển khai kịp thời các biện pháp đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là những địa bàn trọng điểm, địa bàn có nhiều nhà máy, có nhiều dự án đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án đường dây 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà tại phường Hải Bình, Xuân Lâm. Các hạng mục dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực Tĩnh Gia. Ủy ban Nhân dân thị xã chỉ đạo Hội đồng Giáo dục Pháp luật thị xã và các xã phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, giải quyết có hiệu quả các khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc, khiếu kiện tồn đọng, tập trung các biện pháp giải quyết dứt điểm các vụ việc theo chỉ đạo của tỉnh ủy, vụ việc, chợ còng, dự án di dân, sắp xếp lại dân cư, tái định cư một số hộ dân thôn Lâm Quảng, xã Tân Trường và giải tán nuôi cá lồng, nuôi tôm tự phát trên địa bàn.
Ủy ban Nhân dân thị xã tiếp tục chỉ đạo các phòng ban, các ngành, Ủy ban Nhân dân các xã phường thực hiện công khai minh bạch về thủ tục hành chính và giải quyết kịp thời, đúng quy định cho tổ chức và công dân, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những tồn đọng vướng mắc trên các lĩnh vực giải phóng mặt bằng, đất đai, xây dựng, môi trường, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiêu cực, nhất là việc công khai minh bạch hoạt động của các cơ quan đơn vị, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng tiêu cực theo quy định. Các ngành, công an, viện kiểm sát, tòa án thị xã tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, công tác cải cách tư pháp, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, nhất là những vụ án, vụ việc tồn đọng kéo dài, có tính giáo dục răn đe phòng ngừa chung. Ủy ban Nhân dân thị xã, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thị xã, chỉ đạo tổ chức thi hành dứt điểm các bản án hành chính còn tồn đọng do chậm thi hành, không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung bản án, quyết định của tòa án, dẫn đến khiếu kiện kéo dài. Chi cục thi hành án dân sự phối hợp với các ngành, các xã, phường đẩy nhanh tiến độ thi hành án về số tiền tại các vụ án về kinh doanh thương mại, vi phạm về kinh tế và phối hợp giải quyết, xử lý kịp thời đúng quy định các vụ việc. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân trong việc giám sát cán bộ, công chức và các cơ quan, tổ chức, đơn vị để phát hiện, đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng tiêu cực. Về công tác tôn giáo, cấp ủy chính quyền các ban ngành đoàn thể từ thị xã đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, các chức sắc, chức việc, các tín đồ tôn giáo để người dân biết và thực hiện đúng quy định. Ủy ban Nhân dân thị xã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã phường, các phòng ban đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng liên quan đến tôn giáo, xem xét giải quyết hoặc tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng, đúng pháp luật của các tổ chức tôn giáo. Các ngành, công an, quân sự, biên phòng, các ban ngành, đoàn thể, các thành viên ban chỉ đạo công tác tôn giáo tăng cường công tác phối hợp và nắm chắc tình hình cơ sở, tình hình an ninh tôn giáo trên địa bàn, phối hợp tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh để tham mưu cho ban chỉ đạo và ban thường vụ thị ủy giải quyết, xử lý những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, triển khai có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, chương trình giảm nghèo và đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát huy vai trò của các tổ chức, các chức sắc, tôn giáo tham gia vận động và thực hiện tốt lối sống, tốt đời đẹp đạo, đồng hành với sự phát triển của thị xã Nghi Sơn. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 25 tháng 6, Ban chỉ đạo 35 thị xã Nghi Sơn đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 35 thị xã chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Phó Trưởng Ban, Ban chỉ đạo 35 thị xã đã báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2024, Ban chỉ đạo 35 thị xã đã tập trung chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2024. Tiếp tục hướng dẫn quản trị hệ thống các trang fanpage nhóm Mocha 35, các tài khoản mạng xã hội Zalo, Facebook đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực, các bài viết, video clip đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật, xấu độc. Ban chỉ đạo 35 thị xã đã tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước
các nhiệm vụ chính trị của cấp ủy chính quyền thị xã, hướng dẫn các ngành thành viên đăng tải và chia sẻ hơn 1.000 bài viết, kịp thời truyền tải thông tin định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh. Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá thông tin sai sự thật, xấu độc, các quan điểm sai trái thù địch trên Internet, mạng xã hội được tăng cường, đã phối hợp với Công an thị xã, ngăn chặn, bóc gỡ, xử lý 7 tài khoản, trang nhóm, tin bài, hình ảnh, video, gọi hỏi răn đe 3 trường hợp, xác minh thu thập thông tin, theo dõi giám sát của 14 đối tượng, hội nhóm tài khoản, xử lý vi phạm hành chính 2 trường hợp. Thảo luận tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo 35, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội thị xã đã đánh giá kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024, chỉ ra những hạn chế khó khăn, đồng thời đóng góp các giải pháp để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái thù địch trong 6 tháng cuối năm 2024. Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 35 thị xã nhấn mạnh, dự báo tình hình 6 tháng cuối năm 2024, trên thế giới khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước, các thế lực thù địch phản động, cơ hội chính trị tiếp tục gia tăng các hoạt động xuyên tạc, bịa đặt nhiều thông tin liên quan đến công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Trên địa bàn thị xã, công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án với khối lượng lớn, trong đó có một số dự án trọng điểm đang còn gặp khó khăn vướng mắc. Một số vụ việc phức tạp kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm. Để tập trung lãnh đạo chỉ đạo và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng cuối năm 2024, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo, các đảng ủy, chi ủy trực thuộc và các ngành đơn vị liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau. Nhất là các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã tiếp tục là tổ chức thực hiện tốt nghị quyết số 35 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, phát huy vai trò nòng cốt của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự phối hợp của các cơ quan đơn vị, xác định rõ việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là công việc thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ và đưa nhiệm vụ đấu tranh phản bác vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của cấp ủy đảng và nội dung sinh hoạt từ chi bộ cho đến đảng bộ. Đấy. Và là trách nhiệm của người đứng đầu các vị chính quyền đơn vị để chúng ta triển khai thực hiện và đảm bảo sát với cái tình hình thực tế trên địa bàn của từng cơ quan đơn vị của chúng ta. Thứ hai nữa là trên cơ sở đó thì tập trung đẩy mạnh và nâng cao cái chất lượng về công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đúng quy định các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân và tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các cái vụ việc tồn đọng phức tạp kéo dài và không để xảy ra cái khiếu kiện đông người vượt cấp. Và đồng thời như thế thì các cơ quan chức năng chúng ta cũng phải xử lý nghiêm các cái trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo để kích động, lôi kéo rồi là tập trung đông người gây mất cái an ninh trật tự trên địa bàn của thị xã. Nội dung thứ ba đấy là xin được đề nghị là các thành viên Ban chỉ đạo 35 thị xã rồi là đội ngũ công tác viên dư luận xã hội cần phải tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện hiệu quả các cái chỉ thị, nghị quyết, các cái quy định, kết luận của Đảng rồi là của các cơ quan có thẩm quyền trên cái không gian mạng, như là cái nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, rồi là nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh mạng quốc gia, rồi là bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, và đặc biệt đó là cái quy định số 85 ngày 7 tháng 10 năm 2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội. Đồng thời như thế thì phải thường xuyên
tuyên truyền để giáo dục cán bộ đảng viên và nhân dân nâng cao cái ý thức cảnh giác và có định hướng đúng đắn phản bác các quan điểm sai trái thù địch, ngăn chặn kịp thời các thông tin xấu độc trên mạng internet, mạng xã hội. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị các xã phường, cơ quan, đơn vị tiếp tục xây dựng lực lượng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, tích cực tham gia các bài viết chính thống để phủ xanh thông tin tích cực, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, tạo được niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền. Công an thị xã tiếp tục chỉ đạo công an các xã phường phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, các ngành có liên quan để nắm tình hình trên không gian mạng, triển khai thực hiện đấu tranh ngăn chặn, xử lý, làm thất bại âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, chống đối và tán phát thông tin xấu độc, chống Đảng, Nhà nước. Phòng Văn hóa và Thông tin theo dõi, nắm chắc tình hình trên không gian mạng, phối hợp triển khai thực hiện công tác đấu tranh ngăn chặn, xử lý hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động sử dụng không gian mạng, tán phát thông tin xấu độc, tăng cường công tác kiểm tra các tụ điểm sinh hoạt văn hóa, các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, chủ động ngăn chặn việc sử dụng các sản phẩm dịch vụ văn hóa xấu, độc để tuyên truyền, xuyên tạc, gây hoang mang trong dư luận. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch tăng cường thông tin tích cực chính thống, duy trì phát triển các tin bài phóng sự, đấu tranh phản bác các thông tin luận điệu sai trái thù địch. Giao Ban Tuyên giáo Thị ủy, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 35 thị xã tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy thực hiện công tác kiểm tra việc thực hiện quy định số 99 QĐTU ngày 27 tháng 2 năm 2023 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng, quy định số 85 QĐTU của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13 về việc cán bộ đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet và mạng xã hội. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 6, tại Ủy ban nhân dân xã Tùng Lâm, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn đã tổ chức hội nghị đối thoại với các hộ gia đình và thông qua phương án đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thu dọn tài sản, cây cối trên diện tích đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao đất cho các dự án mỏ và đã có quyết định đóng cửa mỏ để giao đất cho Ban Quản lý, Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Phạm Văn Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo các phòng ban liên quan thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng công an, các đoàn thể chính trị xã hội và các thôn có liên quan của xã Tùng Lâm, Phú Lâm, xã Trường Lâm và đại diện Tổng công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát. Theo báo cáo của Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thị xã về việc thu dọn tài sản cây cối trên diện tích đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao đất cho các dự án mỏ và đã có quyết định đóng cửa mỏ để giao đất cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Đối với các mỏ đất tại xã Tân Trường, xã Tùng Lâm của Công ty Cổ phần Khai thác Chế biến Khoáng sản Xuất khẩu Thanh Hóa, đến nay còn 9 hộ dân chưa thu dọn cây cối bàn giao mặt bằng, trong đó có 1 hộ ở xã Tùng Lâm và 8 hộ gia đình ở xã Tân Trường. Đối với mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Tùng Lâm và xã Tân Trường của Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát, đến nay còn 3 hộ ở xã Tùng Lâm chưa thu dọn cây cối bàn giao mặt bằng. Đối với mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Tùng Lâm và Tân Trường của Công ty Cổ phần Tân Hùng Phát, đến nay còn 6 hộ chưa thu dọn cây cối bàn giao mặt bằng. Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Nhiệm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã cùng lãnh đạo 3 xã, lãnh đạo các phòng ban của thị xã đã trực tiếp đối thoại, trao đổi với 20 hộ dân của 3 xã Tùng Lâm, Trường Lâm và Phú Lâm liên quan đến các nội dung trong công tác giải phóng mặt bằng tại mỏ đất san lấp. Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đã trao đổi làm rõ những nội dung người dân quan tâm về công tác giải phóng mặt bằng tại mỏ đất san lấp trong quá trình thu dọn tài sản cây cối trên diện tích đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao đất cho các dự án mỏ và đã có quyết định đóng cửa mỏ để giao đất cho Ban Quản lý, Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã nhấn mạnh, căn cứ vào các cơ sở pháp lý về giải phóng mặt bằng, các dự án trong các giai đoạn trước đây và quy định của pháp luật, việc người dân đề nghị được bồi thường về đất khi giải phóng mặt bằng dự án khu công nghiệp Đồng Vàng hiện nay là không có cơ sở để xem xét giải quyết
do đã có quyết định thu hồi và bồi thường. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã giao Ban Giải phóng mặt bằng và Hỗ trợ tái định cư thị xã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Tùng Lâm, Trường Lâm và Phú Lâm thành lập một tổ công tác làm việc với từng hộ gia đình, có biên bản làm việc cụ thể, làm rõ những kiến nghị phản ánh của người dân. Trên cơ sở đó, các phòng ban có liên quan tập trung phân loại những kiến nghị của người dân, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thị xã, giao các phòng ban chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các xã giải quyết theo quy định, hoàn thành trước ngày 5 tháng 7 năm 2024. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đề nghị Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát, Ban Quản lý, Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh cử cán bộ tham gia cùng tổ công tác của thị xã. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã cũng đề nghị cấp ủy chính quyền ba xã Tùng Lâm, Trường Lâm và Phú Lâm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng để thực hiện thu dọn tài sản, cây cối trên diện tích đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao đất cho các dự án mỏ. Chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.